Dạ, yeah, mình là Đạt Nguyễn, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Cuộc Sống Mỹ Đạt Nguyễn Lời đầu tiên là muốn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Bước qua năm 2024 các bạn à, Bây giờ cái tình hình cuộc sống Mỹ nó càng khó khăn hơn Đặc biệt nhất là những cái tiểu bang cánh tả và tình hình lạm phát À, của mỹ trông có vẻ nó xuống nhưng mà thật sự nếu nếu mà cái thật á thì nó chưa bà con à, bị à, bỏ tiền ra rất nhiều thì ở mỹ thì các bạn thấy là nó có hai cái à, tử quan một là dân chủ hai là cộng hòa thì hầu như những cái tử quan dân chủ chi phí rất là cao à, dân mỹ bắt đầu tháo chạy khỏi những cái tử quan dân chủ ví dụ như là cali bạn thấy cali là những cái nhà giao luôn họ cũng chạy luôn Đông thế quá nhiều nhưng ngược lại có những cái tin vui cho những cái người mà ở lại cali à, nếu mà ở mỹ bạn thấy gọi mà khẩn cấp á, emergency á, mà gọi xe cứu thương thì mình trả nó rất là nhiều tiền các bạn đó là một cái khó khăn đó à, mặc dù có bảo hiểm nhưng mà bây giờ á, là một cái tin là ở bên cali dân cali không biết toàn cali hay không nếu mà bạn mặc dù bạn có bảo hiểm luôn bạn gọi xe cứu thương khẩn cấp thì không trả tiền nữa cái đó là một cái hay. Và tiền ở đâu ra? Tiền ở đâu thì nó đè những người dân đi làm ở đó bắt đầu đóng thuế. Thì dân Mỹ tháo chạy khỏi những cái tiểu bang đó các bạn và không biết Việt Kiều Mỹ có đi hay không. Đặt câu hỏi Việt Kiều Mỹ có tháo chạy ra khỏi những tiểu bang dân chủ hay không. Vậy đó, dân dân Việt Kiều. Thì có 10 tiểu bang mà dân Mỹ chạy tới. Ở Mỹ thì nó có một con đường sống để cho mình đi hoặc là vài con đường khác nhau các bạn <laughs> chứ còn ở bên việt nam thì mình không có đường cứ là nhảy vào những cái thành phố lớn như sài gòn bình dương biên hòa đồng nai vân vân còn ngoài ra không có cho nên ở mỹ nó nó có hai hướng vậy và bạn thấy những cái tiểu bang dân chủ á, thì nó lại mắc mỏ hơn những tiểu bang cộng hòa như tiểu bang của mình dân chủ bây giờ thấy nó cũng lên ngất ngưỡng các bạn à, mấy hôm nay tính nói về cái tình hình lạm phát của thổ nhĩ kỳ đã nhưng mà chưa nói hôm nay cập nhật luôn các bạn lạm phát của thổ nhĩ kỳ nó lên gần 65 phần trăm Việt Nam sẽ thành Venezuela bơm vào 200 nói như quên cha rồi 200 triệu tỷ, hai 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 trăm hai trăm ngàn tỷ đại kháng vậy các bạn, bơm tiền vào mà bạn biết cái tiền của Việt Nam là không có xài được cho nên cái vụ này á để mình coi cho nó chính xác Việt Nam á càng bơm tiền vào mà mình không có một cái giá trị để mình tương xứng với cái số tiền đó bơm vào thì à, Việt Nam sẽ thành lạm phát và lạm phát của Việt Nam á các bạn sẽ lại sẽ đẩy xe đẩy xe tiền đi mua gạo các bạn đó là tình hình ở bên Venezuela các bạn sẽ đẩy xe tiền giờ đọc nhiêu ca hai ngàn hai triệu tỷ hả hai triệu tỷ trời ơi, con số nhiều quá đọc không nổi các bạn ơi nha yeah. <laughs> Việt Nam sẽ bơm tiền vào các ngân hàng bằng tiền đồng đồng hồ đó lên tới 2 triệu tỷ à thì con số đó đó đổi để để có tiền nhưng mà càng bơm vào mà không có tiền không có một cái vật giá tương xứng thì việt nam sẽ thành thổ nhĩ kỳ và tệ hơn nữa là thành venezuela lạm phát lên khoảng chừng vài trăm lần phần trăm thì bạn thấy từ tiêu tiêu tán đường hết ha À, bà con sẽ mua một kg gạo đáng lẽ là 20 ngàn thì nó sẽ lên là 60 ngàn, 100 ngàn. Venezuela là cái tình trạng đó các bạn. Chứ không phải bơm tiền vào là hay đâu và tình hình này càng ngày càng tơi tả. Ok. À, bây giờ á, Thổ Nhĩ Kỳ nó đã là lạm phát rất nhiều rồi. Lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên 68, 64, À, cùng kỳ so với vào tháng 12 tăng mức lên là 64 62 trong tháng 11 chỉ có một một tháng thôi nó tăng lên thêm vài phần trăm. Khi lạm phát giảm bớt hầu hết ở các nền kinh tế lớn thế giới, tình trạng giá cả tăng chống mặt tiếp tục khiến người dân thổ nhĩ kỳ đau đầu, Việt Nam sẽ một cái tương tự. Cái gì cũng lên hết trứng gà trứng dịch gì cũng lên. Đó là bơm tiền vô á không có nền kinh tế lạm phát ở nước này đã tăng lên 64,8% vào tháng 12 tăng nhanh từ mức 62 của tháng 11 con số này thấp hơn một một chút so với à, kỳ vọng của các của nhà kinh tế báo Reuters thăm dò là 65,1% nhưng mà nó là 64,8 cũng chênh ngắt luôn các bạn lạm phát hàng tháng nó giảm nhưng mà đến cuối tháng 12 thì nó tăng lên lạm phát ổ ở Thổ, Thổ Nhĩ Kỳ đạt đỉnh điểm là 85,8% vào tháng 10 năm 2022 Ôi, ơi ơi 85 85,8% ghê chưa lạm phát của thổ nhĩ kỳ là là vào tháng 10 là 85,5 làm chi phí nhập khẩu và giảm lương của nhiều lao động nước ngoài gửi tiền ra nước ngoài. Điều đó xảy ra khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ mắc kẹt với chính sách tiền tệ gây tranh cãi. Thôi, bạn ấy nói tung là là như vậy đi. Thì cái làm cho tình hình của Thổ Nhĩ Kỳ nó rất là tả tơi các bạn. Vậy mà Việt Nam qua bên Thổ Nhĩ Kỳ sống. Đúng không? Việt Nam qua bên Thổ Nhĩ Kỳ làm thợ hộ bên đó đó các bạn tình hình của Việt Nam của năm 2024 bạn coi lạm phát nó sẽ bay thẳng đứng như thế này nè. Rồi. À, mua một cái uh, ký gạo là phải đẩy xe tiền. Tại vì cái tiền nó đâu còn giá trị như thế đâu các bạn. Đẩy xe tiền đi mua Venezuela vậy nè. Nước Mỹ ha cũng coi chừng. ok. Và tình hình của ở trong uh, nước Mỹ này lực của Cali cái này là cái tin tốt cho các bạn nào còn trụ lại Cali ha Cali Cư dân không phải trả tiền xe cấp cứu bất ngờ nữa Khi mà bạn gọi khẩn cấp <laughs> California có cái lực mới Hiệu lực vào đầu năm 2024 Giúp nhiều người, gia đình Không bị các công ty bảo hiểm tính tiền gọi xe cấp cứu bất ngờ Tiết kiệm đến cả chục triệu đô la Theo thông tin vào ngày 29 tháng 12 2023 nhiều gia đình tuy có bảo hiểm y tế nhưng vẫn bị tính tiền gọi xe cấp cứu bạn biết gọi xe cấp cứu nó tính tiền dữ luôn các bạn gọt các bạn trả khoảng chừng ba 000 đô mà nó gửi cho bạn á là lắc nhắc lắc nhắc hôm hồi và mấy năm trước vợ mình bị chạy máu mũi <laughs> cũng gọi xe đó tới mà nó nó tính tiền nhiều lắm các bạn nhiều gia đình bây giờ này làm họ bị nợ rất nhiều tiền vậy cho nên vào tháng 1 À, ngày 1 tháng Giêng đó, 2024, đạo lực AB716 của California có hiệu lực, có mục đích giúp đỡ những bệnh nhân có bảo hiểm nhưng bị tính tiền, không có bảo hiểm và không thể chọn các công ty à, xe cấp cứu giúp họ đi khẩn cấp. Bây giờ là gọi thoải mái luôn ha. Theo lực mới, bệnh nhân chỉ cần trả một số tiền gọi xe cấp cứu bằng cách giá tiền được tính trong bảo hiểm và các công ty bảo hiểm, công ty xe cấp cứu phải tự giải quyết trực tiếp với nhau nếu họ không có hợp đồng. Những người ủng hộ cái luật này cho rằng đạo luật này sẽ giúp đỡ được hàng ngàn gia đình vì nhiều nhiều lúc họ chỉ cần à, trả chưa tới 100 đô la cho cái ca ca xe cứu thương đó. À, các công ty xe cứu thương không phản đối đạo luật này à, vì đảm bảo được công ty bảo hiểm sẽ trả tiền cho họ Nói chơi các bạn thấy ở bên mỹ không cái này là nó nó tốt cho những cái người đó các bạn những cái người cư dân ở đó giống như ở san francisco thì nó một có một cái trường học đại học dành cho dân ở trong san francisco nếu bạn ở trong san francisco thì bạn đi học miễn phí cho đại học các bạn ha cho nên hỏi mỹ có dạy miễn phí đại học không thì phải vô hoàn cảnh nào rồi cho nên á thì à, những cái tiểu bang như cali massachusetts new york thì à, nó những tiểu bang cánh tả đó, các bạn cho nên á nó lấy những cái người tiền của nhiều người quá nhiều người đã bỏ chạy bây giờ á là làm cho cali những người giàu có nè wealthy wealthy california California ở California nè a fleeing the state bỏ chạy ra khỏi state những nhà giàu nó chạy bạn bị biết rồi nhà giàu còn không có muốn đóng thuế đừng có nói nhà nghèo cứ mở miệng ra là trốn thuế mà nhìn lại những bản thân của những người đó mà nó có sạch không mới mới nói ha nhà giàu nó đâu cũng đâu có muốn đóng thuế đâu cho nên á họ rời khỏi Cali thì, thì, tình hình này á làm cho Cali mất những cái uh, tiền thuế rất rất là nhiều các bạn ok mời các bạn cùng nghe thử cái bài này coi sao nó lại không chạy đây ok nhà giàu đang tháo chạy khỏi tiểu bang khiến danh doanh thu thế gặp rủi ro 40% phần trăm doanh thu thế của california đến từ những người có thu nhập nhập trong cái top một phần trăm Dạo. Dân số của California đã giảm hàng chục nghìn người vào năm 2023 Trong số đó có một số người dân California giàu có nhất Những người chiếm một phần khá lớn trong cơ sở thuế của bang Dân số của bang đã giảm 75.400 người trong tháng 12 Nâng con số này lên hơn là 38,9 triệu người tính đến hiện nay À, con số ở trong tiểu bang đó và nó rời khỏi là giảm xuống 75.000 mấy trăm nhưng mà 75.000 mấy trăm này là toàn những cái người giàu có top One luôn các bạn những số liệu đó thông cáo bây giờ đó, họ đang chạy và họ tới những cái tiểu ban giá rẻ à, các bạn tờ business insider trong cuộc phỏng vấn chiều thứ 5 Rằng số lượng di cư rời khỏi California thậm chí còn rõ ràng hơn Cái số liệu mới được công bố như thế này California tổng cộng là 399.400 tờ khai thới rời khỏi bang Và những người này là những người giàu có Bạn biết trong đó có những diễn viên điện ảnh, những cái business kia các bạn à, Kali sụt giảm doanh thu nghiêm trọng liên quan tới việc giảm 25% tổng thu thuế thu nhập à, và người giàu có càng giàu có càng không muốn đóng thuế và họ chạy đi đâu à thôi nói một tiểu bang nữa các bạn một tiểu bang nữa là họ rời khỏi tiểu bang đó là bạn nghe nè california new york và đây là một cái tiểu bang nữa và những tiểu bang cánh tả không? Massachusetts Massachusetts là một trong những tiểu bang Bắt đầu người dân tháo chạy khỏi nơi đây à, Bạn thấy một câu dịch đó là Người dân California họ chạy tới Texas à, Còn ở New York thì họ chạy Florida Nói chung chung là vậy đi Massachusetts là một trong những tiểu bang Người dân lại tháo chạy vào năm 2023 Boston. Cuộc rời khỏi Massachusetts vẫn tiếp tục theo một cây cuộc khảo sát của một công ty xe tải vận chuyển nhà. Massachusetts một lần nữa đứng thứ bảy trong những danh sách những nơi được những người dân rời khỏi nơi đây. United Van Life tìm thấy những cái nghiên cứu và những thấy những người dân người Namura nghiên cứu cho thấy 57% những cái khách hàng xe chuyển ra khỏi tiểu bang vào năm 2022 và năm 2023. Tại sao mọi người rời bỏ Massachusetts? Thì bạn thấy nếu mà nói Việt Nam thì tại sao dân Việt Nam lại rời khỏi những cái tỉnh như là Bến Tre, Kiên Giang, Tiền Giang hoặc là ở ngoài Trung, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bắc luôn các bạn vào Sài Gòn. Đó, đại khái. Sài Gòn á, là mắc mỏ nhưng mà nó có việc làm, còn ở ở Mỹ thì việc làm nó đều các bạn, nhưng mà những cái tiểu bang à, cảnh hữu thì nó rẻ hơn. Theo số liệu khảo sát của cái công ty xe thì 28% chuyển đi vì họ tìm được việc làm ở nơi khác. 19% rời đi vì lý do gia đình, 18% cho biết họ sẽ nghỉ hưu nơi khác, 16% rời đi vì thay đổi lối sống. Massachusetts đặc biệt là cái khu vực Boston cũng nổi tiếng khi mà chi phí sinh hoạt cao nhưng chỉ 2% số người được khảo sát cho biết họ chuyển đi vì chi phí. Còn những người khác là có công ăn việc làm, có nọ có kia bắt đầu họ đi các bạn. Các tiểu bang là cao California, Michigan, New York, North Dakota, New Jersey, vân vân các bạn. Thì à, đây là 10 tiểu bang giá rẻ, à, 10 tiểu bang giá rẻ à, nói, nói chung là rẻ hơn và người dân Mỹ dọn tới và người, người Việt Nam thì bạn thấy là nếu mà rời khỏi Cali thì họ chỉ có tới Texas là nhiều các bạn tại vì chỗ đó đó là đông người Việt Nam à, cộng đồng Việt Nam và có nhiều người thì họ cũng không thích đi tới cộng đồng Việt Nam ở tới việc chơi Việt Nam chi đông nhiều phiền mất công và họ đi những cái tiểu bang khác như là South Carolina nhiều người Mỹ chuyển đến tiểu bang Những cái tiểu bang này Khi mà họ rời khỏi Những cái tiểu bang cánh tả Thí dụ như Cali, New Jersey New York, Massachusetts Là những tiểu bang mà bạn thấy khó sống lắm Michigan, Illinois Chicago Theo nhiều, nhiều nghiên cứu Của nhiều người mà di chuyển hàng năm Theo dõi cho thấy Phần lớn những cái người đó Gần 30% Bị thúc đẩy làm như vậy vì họ muốn gần gũi à, với gia đình hơn, chi phí nó đỡ hơn. Cho nên họ rời khỏi những cái tiểu bang đắt đỏ. Đây, à, tiểu bang Washington mà họ tới hả ta? Ừ, cho thấy dữ liệu cho thấy 63% di chuyển đến ở thủ đô. À, 63% lần đầu di chuyển tới South Carolina. Dữ liệu này cho thấy các bạn, đây là 10 tiểu bang những 10 tiểu bang mà họ dọn tới mà trong đó có Washington À? Mình bất ngờ, mình bất ngờ Washington mà mà tới đó. 10 tiểu bang gọi là giá rẻ mà Washington DC là mình đặt câu hỏi các à bạn. Tiểu bang mà tốt nhất là Vermont. Đấy, Vermont tiểu bang nhỏ ha. Cái thành phố, cái này là đi tuyệt thôi là Washington DC thứ ba là South Carolina để bạn biết là South Carolina bây giờ là người ta dọn tới nhiều Arkansas à, Arkansas nhà cũng rẻ hơn nhiều thứ bạn khác bạn Rhode Island North Carolina à, North Carolina là có xe Vinfast chắc tới đó làm công nhân cho Việt Nam thứ bảy là South Dakota South Dakota để cái bên Sao Dakota là bây giờ nó trội lên được miếng chứ hồi trước nó cũng tệ lắm. Ela El ba mà, nè bạn thấy không? Những cái tiểu bang mà cánh hữu á, sao Dakota cũng đánh hữu nè. À Arkansas cánh hữu nè, những cái tiểu bang mà mình chắc nó là cánh hữu á. Mexico, à New Mexico và West và như nhà. Có hai tiểu bang về như nhà, một tiểu bang về như nhà và một tiểu bang West về như nhà. Tiểu bang West về như nhà nó nhỏ vậy các bạn. Nè thì đó là những cái tiểu quan mà dân mỹ kéo tới thì bạn thấy ở mỹ bây giờ cái tình hình đó, nó khó khăn ra những tiểu ban dân chủ á nó cho ăn nhiều quá các bạn và đó hàng ngàn hàng ngàn và nó hàng vạn hàng vạn con người từ ở nam mỹ nó kéo tới mà đặc biệt nhất là nó kéo tới những cái vùng à những cái tiểu quan à họ sẽ dọn tới những cái tiểu ban dân chủ và họ cho ăn đủ thứ hết việc làm ở nước mỹ này từ từ nó sẽ mất dần những người mà làm phổ thông sẽ mất dần việc làm có tay nghề thì phải đi học mới vô được các bạn hoặc là khó mà vô được nếu bạn không có tay nghề cho nên những người mà có tay nghề thì họ không không có lo ví dụ như bạn làm nghề điện nghề ống nước nghề à tiện, tiện như mình nghề sửa xe vân còn những người năm mỹ thì họ qua đây họ làm cái gì họ qua đây họ làm cắt cỏ các bạn họ làm mà mái nhà đi phụ đồ này kia đó thì những cái việc gì mà khó đó thì họ cũng làm luôn qua đây thì bắt đầu được ăn được cho được nhiều thứ bắt đầu tiền đâu họ có thì họ lấy thuế của dân mỹ cho nên những cái tử quan đó thì bắt đầu vất vả và họ tới bắt đầu không có nhà cho họ ở làm housing nhà cửa bắt đầu nó tăng vọt lên những cái nơi đó các bạn dân Việt Nam thì sao hầu như thì dân Việt Nam mình á cứ bỏ Cali thì đi Texas nhưng mà nhưng mà ra nói ôi trời tôi ở Cali vẫn ổn chán người dân Việt Nam mình vậy ở đâu quá là thích ở một chỗ không có muốn dọn kể cả mình mà biết mình là mình nhắm nhắm Texas ra à, chắc cũng là 20 năm <laughs> 20 năm trước các bạn nên đến bây giờ càng không đi thì càng nó càng mọc rễ cho nên không đi nhiều bạn ở Oakland California ở Riverside vân vân nói chuyện với mình muốn đi lắm chứ nhưng mà không đi được con cái gia đình công ăn việc làm còn người mỹ thì họ có thể nghĩ là mạnh họ mạnh mẽ hơn cho nên họ về đi cho nó trời sao phải ở đó và nhiều bạn ở những cái tử quan như là cali tại sao mình phải ở những cái nơi đó có đồ đẹp mà không dám mặc có vỏ xịn mà không dám sách đi đâu cũng giả là mặc đồ bèo nhèo nó quải lắm hoặc là đem cái cái áo cái quần đó cái giỏ đẹp đó vào cái bao rác khiêng ra ngoài xe à, tưởng bao rác rồi tới cái nơi đó mới thai rồi mới chân diện rồi mới chơi trội nhiều chơi khi chán lắm các bạn cho nên cái tiểu bang california nè là một cái tiểu bang new york là một trong những hai tiểu bang hàng đầu mà đặc biệt cho mình thấy cali là, là cái phê nhất cho nên bà con dọn ra tam trụ new york new jersey gọi gì nữa tao quên rồi À, Massachusetts, New York, New Jersey, Massachusetts tam trụ là cánh tả là họ dời ra dời ra. Thì từ từ người ta sẽ cái số số người nó vẫn có vô nhưng mà số người nó ra nhiều hơn. Nào, thì từ từ người ta dời ra hết các bạn. Chứ không có ở những cái tiểu bang cái ở tiểu bang này từ từ này, chắc cũng phải đi. Tại vì bây giờ thuế má nó cao quá. Đó, dân Việt Nam mình thì chịu xuyên chịu khó và nhiều khi cũng không có để ý cơ mà không? À, điếc cũng chẳng sợ súng qua đây làm cắm đầu làm hỏi ông thống đốc tiểu bang nhiều khi cũng không biết không quan tâm không quan tâm đó là cánh tả cánh hữu nhiều khi ở tiểu bang đó, đó là được à, đóng thuế rất cao hoặc là miễn thuế họ cũng chẳng quan tâm họ có để ý không có để ý không biết gì hết đó nhiều nhiều bạn lắm mình mình chia sẻ cuộc sống mỹ mình nhìn mình biết các bạn rồi học hành ở nơi đó nó bị lệch lạc này giống như bộ giáo dục của Việt Nam vậy nên giờ lệch lạc tiêu tùng hết các bạn. Ok, đó là những gì mình muốn chia sẻ các bạn. Bây giờ mình xin tạm dừng video đây. Xin chúc cô chú anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và dạ, hẹn gặp lại sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.